Xin chào bà con, thì tiếp tục hôm nay á, mình sẽ cập nhật cho con về cái vườn sầu riêng của anh Thọ. Thì gần đây là còn lại là cây sầu riêng là một cây trong rất là bà con đang quan tâm và lo nhất. Thì hôm nay mình cập nhật cái vườn sầu riêng của anh Thọ đây cho con chúng anh ta xem. Thì hôm trước á, ở ngày mùng 6 tháng 5 2024 á, mình có cập nhật cái vườn sầu riêng của anh là đậu trái sau 30 ngày sẽ nhị và cách chống rụng trái non ở phần 60. Thì hôm nay là mình cũng có dịp đi ngang qua, thứ nhất là mình chia sẻ và kiểm tra toàn bộ cái vườn của anh Thọ thuộc khu vực xã Ea, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Thì đối với sầu riêng thì mình chia sẻ cũng rất nhiều vườn rồi, thì mỗi vườn á thì đều có một cái ưu điểm riêng và cái cách khắc phục riêng. Thì đối với vườn này mình sẽ quay lại con xem. Thứ nhất á, công tác ngày hôm nay của cái vườn này á là mình đi kiểm tra lại cái lượng đọt và trái trên cây như thế này có đạt hiệu quả hay không, vì tất cả các vườn á, mình đều chia sẻ với con từ lúc làm hoa đến lúc đậu trái, cũng giống như vườn ở clip trước. Thì để vào vấn đề chính của cái vườn này, cái thứ nhất là trái của vườn này á, hiện tại mình đang quay con xem á, cũng đã được gần 60 ngày rồi. Nhưng trái có những trái thì vườn này được 2 củ bông, thì năm nay thật sự có rất nhiều vườn và con nông dân chúng ta rơi vào 1 củ bông, 2 củ bông, có những vườn 3 đến 4 củ bông, rất là khó làm. Thay vì đó thì mình cũng chia sẻ với con, nếu cái lượng trái trong vườn chúng ta mà cái cổ hoa nào nhiều nhất mà đạt được đủ số lượng trái cho phép á, thì con nên để cổ bông đó. Cái thứ nhất là để cho nhà vườn chúng ta dễ chăm sóc, cái thứ hai nữa là sau này bán thì bà con chúng ta dễ bán hơn. Nếu mà để nhiều cổ bông quá thì nhiều lúc bà con dân ta bỏ phân thì trái lứa trước sẽ đẩy lứa sau sẽ rụng, và trái lứa trước đẹp hoặc là trái sau sẽ méo, hoặc trái lứa trước á thành heo thì trái lứa sau thì tròn đẹp. Nói chung là rất khó, đủ lý do hết. Thì ngày hôm nay á mình vừa quay và vừa cập nhật lại cái vườn của bà con nông dân đây. Thì mình chia sẻ thứ nhất á, là vấn đề hôm ngày hôm nay của clip này là đọt trong giai đoạn này vẫn tiếp tục chặn đọt cho mình. Thì một số bà con nông dân bảo là trên 60 ngày, gần 60 ngày á, có thể không cần chặn đọt cũng được. Thì cái đó thì theo quan điểm cá nhân của mình thì bà con nên làm chắc đi, miễn sao còn trái để bà con bán và thu hoạch được là mối quan trọng. Còn cái vấn đề chặn đọt chỉ còn thời gian ngắn này nữa thôi, trên 80 ngày á, thì bà con có thể bỏ đọt đi tự nhiên được rồi. Còn dưới 80 ngày thì mình khuyến cáo bà con nên chặn đọt cho tiếp tục. Vì đối với lượng trái này thì một số bà con nông dân cũng bảo là không cần chặn đọt nữa. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân mình cũng chia sẻ, mình vừa nói bà con nông dân á, nên chặn lại cho yên tâm hơn. Là con chặn để thứ nhất là cái đọt này già cho nhanh, và thứ hai nữa là không bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái. Vì trong giai đoạn mà 2 cổ bông á, hoặc 2 lứa trái sẽ hay bị thải, nếu mà dinh dưỡng ta cung cấp không đủ á, thì chúng ta hay bị rụng. Nên vì sao khi mình đi quay một cái vườn này á, mình đều quay rất là chi tiết con xem về cái lượng đọt và lượng trái trên cây. Trái này rất là đều, xanh tròn và đẹp. Thì thật sự chia sẻ với năm 2024 này á, thì có nhiều vườn đậu trái cũng rất nhiều, và có nhiều vườn mà con nông dân ta rụng rất là nhiều, không phải là vườn nào cũng giống vườn nào. Và tất cả yếu tố này á, thì đòi hỏi cái thời tiết rất là đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng mà qua đó, nếu bà con nông dân ta cố gắng và khắc phục tối ưu nhất những biện pháp mà điều tiết chế phẩm sinh học hay là một số chế phẩm nào để cho trái chúng ta đều đẹp và đậu trái được, cái đó là vấn đề quan trọng nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay toàn bộ cái vườn này luôn để con xem, từ lúc đầu vườn mà mình quay đến cuối vườn. Thì bà con cứ chịu khó theo dõi hết cái clip này, thì mình sẽ chia sẻ về cái vấn đề ngày hôm nay là chặn đọt. Thì một số bà con nông dân cũng hỏi là chặn đọt và đốt đọt là khác nhau chỗ nào. Nếu mà theo quan điểm của mình á, một số bà con đốt đọt là con đốt rụng luôn cái lá non như cái lá vừa rồi mình quay con xem á, còn chặn đọt là con phun để cái lá tốc độ và nhanh hơn mà đứng lại, kìm hãm cái sự mà cạnh tranh dinh dưỡng giữa đọt và lá, giữa trái và đọt. Thì dinh dưỡng thì tập trung nuôi vào trái thì tỷ lệ rụng sẽ ít, và cái thứ hai nữa là không bị giật học hay là gọi là méo trái khi mà đọt đi nhanh. Có thể bà con phun cho mình là 2 ngày 1 lần chặn đọt cũng được, hoặc 3 ngày 1 lần chặn đọt cũng được, bà con chỉ phun vào đọt thôi. Cái đó mình chia sẻ với con, vì nếu dùng phương pháp đốt đọt á thì cũng có nhiều bà con làm, nhưng mà tùy vào trường hợp và tùy vào cây. Nhưng mà hồi giờ mình chỉ chia sẻ với con đa số là chặn đọt là chính thôi, vì mỗi năm á thì bà con dân ta đều có những cái kinh nghiệm mới và những cái biện pháp mới, nên mình đều hỗ trợ con. Vì sao cái vườn này mình quay rất là chi tiết cụ thể với con, cái dàn lá rất là còn xanh đẹp. Vì khi mà cái cây chúng ta đủ cái dàn lá mà xanh như thế này á, thì tỷ lệ con nuôi trái mới hiệu quả được. Nếu mà con nhìn một cây chúng ta lá yếu á, thì tỷ lệ nuôi lá sẽ cây sẽ tập trung điều tiết ưu tiên lá hơn là nuôi trái, sẽ thải trái. Nên một số vườn mà con trồng cây tơ á, hay là cây mà 5 năm 6 năm á, mà con không ưu tiên dàn lá á, mà con cứ phun chặn đọt để lá già bị rụng hết đi, sau này giữ trái rất là khó. Vì thật sự đối với sầu riêng năm 2024 này thì rất nhiều bà con nông dân ta có những cái kinh nghiệm mới và kỹ thuật mới.
Nhưng mà cái vấn đề mà giữ trái và chống rụng trái thì rất ít bà con nông dân ta biết. Vì có những bà con nông dân lần đầu làm trái vụ đầu thì con không biết làm như thế nào. Nên qua đây mình đều quay cập nhật toàn bộ cái vườn sầu riêng này lại để cho con xem. Để con thấy được những cái vườn nào mình hướng dẫn từ đầu đến cuối thì đều có cái kết quả cho con xem, để con đối chiếu được. Thì thật sự đối với những cái trồng như sầu riêng này thì một trong những cây gọi là siêu lợi nhuận, nên cái việc mà chăm sóc đòi hỏi bà con phải là yêu cầu là thường xuyên thăm vườn kiểm tra vườn. Thì đối với vườn này bà con thấy rồi, mình cũng thường xuyên thăm vườn cho con nông dân ta khi có dịp đi ngang qua. Thì mình nhắc lại trong giai đoạn này bà con vẫn tiếp tục bón cho mình một lần 12, 12, 17, và sau khi bón lần này thì trái trên 60 ngày thì bà con chuyển qua ba số cho mình. Cái đó là theo công thức và hướng dẫn mình chia sẻ phần của bà con nông dân ở vùng này. Còn có những vùng đó, thì bà con cũng bảo là 60 ngày bà con chuyển qua ba số cũng được. Nhưng mà bà con phải kiểm tra và xem lại cái lực của cây và lượng trái trên cây và đọt. Thì có nhiều vườn đó, thì đọt vừa chớm ra bà con bón hàm lượng ba số bằng nhau nữa thì cây sẽ rất là sung, đi đọt rất là mạnh, dẫn đến tình trạng là trái nó đang méo. Nên vì sao khi mà đi thăm vườn mà quay bà con xem á, mình đều quay rất là chi tiết cụ thể vào cái vườn này. Thì vườn này bà con nông dân trồng sen, cà phê, mắc ca, chanh dây, thì nói chung là vườn này trồng sen rất là nhiều cây. Nên qua đó khi mà con trồng sen như thế này á, thì mình cũng nhắc nhở là con phải thường xuyên phun côn trùng cho thúc cho mình. Vì lý do là năm nay á, rẹp sáp rồi mọt đục cành gây hại rất là nhiều, và sâu đục quả nữa. Nên có rất nhiều vườn mà con nông dân chúng ta vẫn thờ ơ, không có để ý kiểm tra kỹ á, nên bị sâu đục quả rất là nhiều. Vì khi mà con làm ra cái trái sầu riêng đạt như thế này á, mà con không kiểm tra chăm sóc á, thì hỏng rất là tiếc. Vì tỷ lệ trái á, giữ tới lúc này rất là khó rồi. Vì làm ra hoa mà hoa rụng hết ở trong giai đoạn nắng nóng ở tháng 1, tháng 2 á, âm lịch á, thì rất nhiều bà con nông dân chúng ta buồn và lo lắng về mất mùa, về chi phí đầu tư cũng rất là nhiều rồi. Như qua vườn này mà con cũng thấy rồi, lá bây giờ bắt đầu mở ra hết. Mình cũng chia sẻ với bà con đó, khi cây mở như thế này bà con phải tăng cường số lần phun chặn đọt lại đó, mình nhắc nhở bà con. Còn về phân bón thì mình cũng chia sẻ với bà con rồi. Nên bà con cứ theo dõi hết cái video này đi, mình sẽ quay toàn bộ cái vườn này ở dưới cuối clip, bà con cứ xem tất cả cây và lượng trái lên vườn này. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi video, mình sẽ luôn cập nhật những video mới và video hay cho con xem. Thì sắp tới mình sẽ cập nhật thêm bơ bút và một số cây trồng khác, vì gần đây thì bà con cũng chờ đợi video mới ra rất là nhiều nhưng mình chưa có cập nhật video. Nên ngày hôm nay mình cập nhật lại toàn bộ những vườn mà trước giờ bà con thường xuyên theo dõi, và có những vườn thì sau này mình sẽ đi qua lại những cái vườn mà trước kia làm bơ bút. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi bên kênh đi, mình sẽ sớm cập nhật mới. Xin cảm ơn bà con ạ.